Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 5 giờ sáng ngày 21 tháng 12, tại trung tâm đăng kiểm 5006V, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, một hàng xe xếp hàng dài từ bên trong trung tâm đến đường Huỳnh Tấn Phát để chờ đến lượt kiểm định. Hàng xe này còn kéo dài nối đuôi nhau tới tận cầu Tân Thuận 1, nối từ quận 7 sang quận 4. Tuy xe đông nhưng các tài xế rất ý thức xếp thành một hàng ngay ngắn, không xảy ra tình trạng ùn ứ kẹt xe. Tại đây, có nhiều tài xế với đa dạng các loại xe từ xe con, xe khách, xe tải và các container đều có mặt. Được biết, nhiều tài xế đã đứng xếp hàng từ 5 giờ sáng, thậm chí có người phải xuất phát từ 3 giờ sáng để được kiểm định sớm. Do lượng xe quá đông, phía bên ngoài trung tâm, nhân viên bảo vệ đã chặn một hàng rào chắn có bản thông báo trung tâm ngừng tiếp nhận hồ sơ kiểm định, mong quý khách thông cảm. Tới 7 giờ 30, các kiểm định viên bắt đầu thực hiện quy trình kiểm định cho những chiếc xe đầu tiên. Đại diện trung tâm đăng kiểm 5006V cho biết, biển báo tạm ngưng hồ sơ kiểm định nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình trạng xe đến kiểm định quá đông gây tắc nghẽn đường giao thông. Bản thông báo chỉ được dựng lên khi số lượng xe đi vào bên trong trung tâm đã đầy.